Rồi, cập nhật được rồi đấy các bạn ơi. Giờ nhắn vô cập nhật ha. Tất cả mọi người Android đều cập nhật được rồi nha mọi người. Và hôm nay thì nhà phát hành cũng có quà bồi thường cho các bạn nha. Rồi, các bạn nhớ xem video, like giùm mình một cái nha. Và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nè. Rồi, wow các bạn ơi, wow các bạn ơi. Này, đây là quà bồi thường mà ngày hôm qua giờ mọi người không vô game được. Trời đất ơi, được một vé coupon nha mọi người ơi. Mới lại là 10.000 tiền sao luôn nha. Rồi, để mình bóc thăm thử coi ra gì nha mọi người nha. Để mình bóc thăm thử ra gì nha. Được một vé hả, mình bóc cái hộp này kiếm cái súng luôn các bạn. Đây, kiếm súng luôn nha. Hy vọng nó sẽ ra cái súng luôn nha mọi người. Súng. Trời đất ơi, robot luyện tập các bạn ơi, robot luyện tập. Tao mà thử nhân phẩm mở thêm một hộp như thế nào nha. Mở một hộp nữa coi. Mở các bạn ơi. Mở. Ui, cũng không ra luôn mọi người. Rồi được rồi, ở trong đây có 300 xu, mình nghĩ mọi người nên đi bắn thì sẽ ok hơn ấy. Với lại là ở đây. Rồi, ở trong đây thì mình có xu để mình mở cái hộp này các bạn ơi. Mình chắc mở được 2 hộp, 3 hộp đó. Rồi, mở thứ nha. Xem thử là nó ra gì nha mọi người nha. Trời ơi, ra cái mẫu tiếp rồi các bạn ơi, ra cái mẫu tiếp rồi. Tiếp tục nha. Trời ơi, ra đôi dép. Tiếp tục luôn này. Hộp cuối cùng mọi người. Ôi, ra trùng đói rồi các bạn ơi. Còn một cái nữa là nhận được cái hộp thứ hai luôn rồi nè. Các bạn đã full bộ đồ chưa nhờ? Rồi, chúc mừng mọi người nha. Nhận được phần thưởng đăng nhập đền bù nha mọi người ơi. Rồi, và hiện tại thì mình thấy ở video hồi sáng thì mọi người bình luận rất là nhiều luôn. Phàn nàn cái vụ mà có người bắn tiêu diệt quái vật còn mới có những người đứng đợi các bạn. Tại vì quái vật này nè, khi mà các bạn bắn á thì nó sẽ chia kiểu ngẫu nhiên hay gì đó mọi người. Nhưng mà hồi sáng mình có làm video một cái kiểu như là cái mẹo là các bạn bắn cuối cùng á, khi nào mà không có quái vật chết á, thì các bạn bắn thì cũng nhận được phần thưởng. Thì cái đó thì nó cũng không biết, không kiểm chứng đó mọi người, do mình trải nghiệm sao thì mình nói vậy thôi. Còn kiểu thuật toán chia điểm của game thì không biết là như thế nào nha. Bạn bắn đầu tiên hay là bạn bắn cuối cùng hay là bạn bắn nhiều bắn ít gì đó thì nó kiểu chia ngẫu nhiên hay gì á. Nhưng mà có người phản ánh với mình á thì là bắn quá trời luôn nhưng mà được ít điểm hơn những bạn bắn ít. Thì cái này mình cũng không hiểu đó. Nhưng mà hồi sáng thì mình cảm nhận được á thì người bắn đầu tiên và người bắn cuối cùng á thì mình sẽ nhận cũng rất là nhiều xu. Không hiểu kiểu gì. Và cũng có bạn nói với mình là bắn một cái thôi cũng được luôn. Cái đó là mình không hiểu nha. Cái thuật toán chi điểm của play của cái tiêu diệt quái vật như thế nào thì mình chưa có rõ lắm. Thì mình cứ trải nghiệm sao mình nói vậy đi. Tại vì mình không phải là nhà phát hành game, cho nên là mình không có biết thuật toán chi tiết nó sẽ như thế nào. Kiểu mình trải nghiệm sao mình nói vậy thôi. Có nhiều bạn rất là kiểu rất là tô xích mình luôn á. Kiểu anh là đối tác của game sao mà chia sẻ cái mẹo gì các người á. Thì kiểu như mình thấy cái mẹo cái cách này là ấy là nhiều điểm nè thì mình trải nghiệm sao thì mình nói mọi người như vậy thôi. Có nhiều bạn rất là kỳ nha. Rồi có nhiều bạn thì kiểu như thấy bạch thơ thì cũng hơi ganh tị, các bạn ơi, ganh ghét kiểu vậy ha. Nhưng mà mình nói luôn, mình là người chơi và mình chỉ chơi game và mình trải nghiệm thôi. Mình không có hướng dẫn mọi người hack hay là cái gì đó thì mới gọi là xấu nha các bạn. Còn cái này mình chơi sao thì mình nói mọi người như vậy ha. Mình chỉ làm video kiểu như là trải nghiệm game như thế nào, content trong game như thế nào, rồi cập nhật tin tức cho mọi người kiểu như hoa. Có những bạn rất là tôi xích kiểu như mình là đối tác của game chứ không phải là mình là người làm game, cho nên là mình không biết tất cả về game nha các bạn. Cho nên là mình chỉ là đóng vai trò là người chơi thôi. Và có gì trong game thì mình trải nghiệm được cái gì thì mình sẽ nói cho mọi người nghe ha. Rồi, hôm nay thì các bạn có đi săn những con cá mới không các bạn ơi? Có 3 loại cá mới nha. Và hình như là mình có một con lồng đèn, một con bạch tuộc với lại một con gì đó mình quên rồi. Nhưng mà hình như là bóng 3 hết hay sao đó mọi người. Và các bạn nếu mà câu được á thì sẽ nhận được cái thành tích nha các bạn. Nó sẽ có một cái nhiệm vụ cho mọi người làm. À, có nhận được với bộ đồ ma nữa các bạn. Bộ đồ ma nữa nhưng mà phải câu 3 con cá lồng đèn ha. Lồng đèn ở dưới cống ngầm nè, lồng đèn ở ngoài đây với lại con lồng đèn ma mới nữa. Với lại là một con cá bằng chân nữa là các bạn sẽ được cái bộ đồ á. Nhưng mà hiện tại thì mình đang kiếm. Ui, bạch tuộc bí ngô nè mọi người. Nhìn nó dễ thương thế nhờ. Đây là cái con cá mới nè cho mọi người nha. Ngoài ra 3 con cá thì chúng ta sẽ có 12 loại bọ mới luôn nha các bạn ơi. Và hiếm nhất là hình như là cái xe đạp ma quái các bạn nó tím luôn nha. Và nó xuất hiện ở Malaysia vào mặt đêm nha mọi người. Mình đã thấy có người bắt được nó rồi. Ở đây thì mình thấy hai cái con gì nè các bạn ơi, để mình bắt thử. Với lại là một cái con gì á cũng kiểu bí ngô. Nhưng mà loại bọ nó xuất hiện ở khu cấm trại vào mặt đêm nha mọi người. Kiểu như mang kiểu như vừa đêm hay vừa sáng ra gì đó. Cọc tiêu à, trời đất ơi.
thì các bạn sẽ bắt nè. Một là các bạn đi ban đêm ở Valencia với lại ban đêm khu vực trại để bắt hai cái con hiếm nhất nha mọi người. Và các bạn nhớ chú ý nha, chiếc xe máy này với lại cái con Bingo, cái con và Bingo nhìn nó đẹp lắm. Đấy, cái quả này bự quá, sao bự không đúng chứ trời. Một cái hộp ma nha mọi người ơi. Có rất là nhiều cái Halloween mới luôn á. Rồi mình bay tới đây thì mình thấy một cái con gì nè mọi người, nhìn giống kiểu con ếch đó nhờ. Con ếch thay ma à. Sao nhìn nó kiểu giống con ếch đó các bạn. Ấy hình như con này là Lucery. À mình nhớ bữa mình coi nó hình như là Lucery đó mọi người. À, mọi người đã bắt được con tím rồi chưa ha? Ấy da. Đây là bắt đi đó. À đúng rồi, Lucery quái bạc hộp thư các bạn ơi. Trời ơi giống con ếch thế nhờ. Mình đi xuống cống ngầm mình câu cá lồng đèn các bạn ơi, nhưng mà mình thấy mục tiêu rồi, đó là hai con chuột các bạn. Hai con chuột nè. Hai con chuột mới các bạn ơi. Đây này, để mình bắt nó luôn, để mình bắt nó luôn nha. Một con chuột màu vàng, một con chuột màu trắng nha mọi người. Không biết là hai con này có hiếm hay không. Để mình bắt thử. Bắt con màu vàng trước nha, mình nghĩ con màu vàng sẽ hiếm hơn á. Rồi, hiếm hay không đây? À, luôn xuống đây luôn nè mọi người. Chuột nhắt bí ngô. Trời đất ơi, chuột bí ngô đó hả? Vui thế nha. Đây, chuột bí ngô các bạn ơi. Dưới cống ngầm này hình như là chỉ có con gì hiếm đúng không ta? Mình thấy mới đi thấy hai con chuột thôi nha. Bạn đã bắt được con gì hiếm ở dưới cống ngầm chưa? Rồi rồi, đây, nữa nè, đây nữa nè. À, con này là luôn Chandy thôi các bạn ơi. Nói gì, Chandy đúng rồi. Chuột nhắt Halloween nè. Rồi, được hai con chuột mới. Đây, mình thấy bạn Mimi bắt được cái con nè. Dơi mũm mỉm, cái con này xuất hiện nè các bạn ơi, trong khu vực trại nha. Và chủ nhật tuần này các bạn sẽ có đồ búp bê nguyền rủa nha. Ê, nhìn nó dễ thương lắm nha mọi người. Và đặc biệt sẽ có cái cuốc ở trong cái bộ đồ kho báu luôn nha các bạn. Đây, khi mà các bạn đào kho báu ấy, thì trong tuần này sẽ có nhận hai cho mọi người luôn nha. Đầu tiên các bạn sẽ nhận được cái mũm búp bê nè, bộ đồ búp bê và cái cuốc bí ngô nha mọi người. Cái cuốc này cuốc không biết có xịn hay không, mọi người nhớ cuối tuần đi đi đào nha, có nhân hai đó mọi người ơi, nhớ mẹ là qua Đông Á đào nha mọi người. Đây, cái sự kiện này các bạn ơi, thì hồi nãy thì mình đang đi kiếm những cái như kiểu như cá lồng đèn rồi các kiểu đó. Đây, mình đang kiếm con cá lồng đèn ma này nè các bạn. Các bạn là câu được con cá lồng đèn ma này chưa ha? Mình thì chưa câu được các bạn, những con cá lồng đèn kia thì mình đã câu được hết rồi nè, mình đã tích đỏ hết rồi các bạn, là mình sẽ nhận được cái bộ đồ này luôn á. Nhưng mà kiểu mà còn thiếu con cá lồng đèn ma này thì hồi nãy mình có câu dưới cống ngầm cũng không thấy đâu, câu ngoài biển thì cũng chưa thấy đâu, chắc là mình tại vì mình chưa câu lên đường các bạn. Các bạn đã câu được để là bình luận cũng như là vị trí của con cá này nha. Trời đất ơi, kiếm quá trời luôn các bạn ơi. Và bên đây ôi nhận được túi thẻ luôn các bạn. Ở bên đây mình hoàn thành là phải mình mới bắt được hai con chuột nè. Rồi còn ở đây nữa nha, bắt bắt mũi nè, bắt con dơi này đó, con dơi quỷ các bạn ơi. Con này với lại con dơi bên đây, đó là hai con hiếm nha. Con hình như con này hiếm hơn, không biết con kia có hiếm không, nhưng mà các bạn sẽ đi bắt nó nha. Mình thấy có người bắt ở khu vực trại rồi đó mọi người nha. Rồi con bạch tuộc hồi nãy mình câu lên thì nó tích ở chỗ đây luôn rồi nè. Rồi bắt những con bướm này luôn nha mọi người nha. Đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tất cả nhiệm vụ ở cái công thức bí mật phù thủy Halloween nha mọi người. Rồi các bạn nhớ vô để làm nha. Còn những con cá lồng đèn kia thì các bạn nhắn vô là nó có vị trí, các bạn ra biển sâu câu nè, là xuống cống ngầm để câu cá lồng đèn thay ma nha, kiểu vậy nha mọi người. Boop 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 bo